Xin chào tất cả quý vị, anh chị đã trở lại với kênh channel của mình nhé. Ở câu 65 này, trong 114 câu sa hình, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông. Ở đây thì các bạn thấy có 3 xe. Các bạn thấy có 3 xe. Thì thứ nhất là xe của bạn phía trước là giao nhau với đường không ưu tiên, có nghĩa là xe của bạn là trên đường ưu tiên sẽ đi trước. Xe con thì các bạn xét theo thứ tự là gì? Xe ưu tiên, đường ưu tiên bên phải trống, rẽ phải đi thẳng vào trái, và xe con lúc này là rẽ phải, cho nên là xe của bạn và xe con sẽ đi trước, xe tải rẽ trái sẽ đi cuối cùng, sẽ nhường đường đi cuối cùng. Vậy chúng ta chọn nhanh đáp án 3 là hoàn toàn chính xác. Chuyển sang câu 66, khi muốn vượt xe tải, người lái xe phải làm gì là đúng quy tắc giao thông? Thực ra câu hỏi này thì các bạn phân tích một chút thì ở đây thì có một cái vạch liền, cho vậy mà chúng ta không vượt đè lên vạch liền được. Ở đây muốn vượt xe thì chúng ta phải ra tín hiệu cho xe tải, để xe tải có thể sinh an phải vào làn bên trong, chúng ta lúc đấy đủ điều kiện thì chúng ta mới vượt an toàn và tăng tốc cho xe chạy vượt qua. Như vậy là gì? Đáp án 1 tăng tốc cho xe chạy vượt qua là bỏ qua này. Đáp án 3 cũng sai này, lái sang làn bên trái tăng tốc. Vậy chọn đáp án 2 là hoàn toàn chính xác. Chúc anh em thành công.